Hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt 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 á, cái thấy bạn này á đẹp gái quá, mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen. Cứ lâu lâu á cái thấy được bạn đó mở quán cà phê, mình tưởng gần đây, ai ngờ dưới Bình Dương lận. Thôi lỡ thích rồi, Thành xuống Bình Dương uống. Thành xuống dưới luôn. Ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Lúc đó là em đi xe tải xuống em uống hay là em đi xe máy? Lúc đó chưa chưa có làm tài xế với chứ. Mà đi xe xe Honda xuống, em đi với bạn em xuống. Bao lâu rồi cưng? Năm 2016, Năm. cũng 5 năm rồi, nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng Facebook không? Nhưng thôi. mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Cũng chưa Kết nói chuyện bạn luôn. chưa? Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi gì vậy á, em chạy xuống luôn, nhìn thấy mẻ. Trời ơi, ở ngoài mẻ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy mẻ. Mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Bây giờ thôi thôi bây giờ thằng Trả ngưng lại xíu. Em lần đầu tiên em gặp thằng Trả thì em thấy sao? Đi đi uống cà phê á mà đội cái mũ kết á, lụp sụp y giống như là dân ăn cướp hay là ăn trộm. Đó. Em mà đi xuống á là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó, nhưng mà trên Facebook á em có mí mí ra là anh đã Chính thấy xác rồi, em chị đúng tâm lý luôn á. đúng không? Làm thơ liền, tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá, mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ. Bồ Bồ sao? đẹp trai lắm nha. Anh chị mà biết Kim Thành Vũ á, đẹp Biết trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn Nước Hoa đó. Dạ, mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á, trời ơi rồi. Như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai cổ luôn. Đẹp trai lắm. Mà em có từ bỏ ý định đó không? Hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, nghĩa là mình làm bạn, Chấp nhận là tình đơn tình phương. đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Ví dụ như cô đó cần cái gì, chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự cái gì, chi kỷ vậy anh. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho cổ chia tay đúng không? Rồi sao tâm lý luôn á. Đúng không? Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn bạn này bạn chia tay? Bạn này á thì hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Em biết, em vô mang ủi. Đó là tấn công đúng không? Không có dám. Thế kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp, toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Mình âm thầm mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn, mà nhờ em xuống em muốn cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Nhờ em xuống em muốn cà phê, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Chia tay rồi dẹp quán nữa, lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở rồi tụi em cũng đi chơi chung. Lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Lúc chia tay anh đó thì là có làm bạn với anh này rồi, mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú dẫn đi chơi xong rồi tâm sự thì em cũng thiệt thà kể. Kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe xong rồi chú an ủi. Bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó, biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn đi được không? Cháu vô mánh chú rồi, chú đã không chết rồi. Đã, nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa thương hay thương theo kiểu gì, thì cổ cũng không nói. Một thời gian sau, trước khi cưới năm năm 2019 30 tháng 4 á, em thương quá rồi thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào. Em mới giả bộ em nói á, về một cái người nào đó đó là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á, kiểu nó xa đại gì xa đúng không? Nó đại á. Ai ngờ tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao đâu. Nói bây giờ 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi, tụi mình sẽ là một cặp. Nghe lúc đó ủa sao quan mang. Cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao, cặp là cặp gì? Thì người yêu. Thì ra là có tình ý với mình lâu rồi. Cổ nói có thích rồi đi chơi. Đi đâu? Có đi không? Dạ đi chứ. Đi Lễ đâu? đi liền. Lần đầu Không, tiên cái rủ là đó đi là đâu? vô tình thôi. Lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy, Đó. mà chị dâu á kêu là
để chị vô chơi. Mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu. Cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. Chú. À, chú. À, đi đâu? Miền Tây. À, Cần Thơ nữa, phải đi Cần Thơ, em đẩy xuống Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Thì... có ở lại đêm rồi không? Qua đêm chứ. Nhưng mà chưa chịu đi. Nói ở xuống dưới rồi qua đêm mà sao được. Thì em mới dụ, ừ thôi thì mình thuê hai phòng đi. Bạn này cũng như tin em rồi, đâu biết em quỷ ma đâu. Đâu biết em quỷ ma đâu. Đi heo đi chơi, cái xuống khách sạn mướn hai phòng. Nhưng mà em fan với lại ông Để Tân đó là nói hết phòng mà còn có phòng. Thôi, lấy phòng lên. Lên phòng, phòng có một giường thôi. Không có phòng hai giường nữa. Phòng giường, em dẫn cô vô nó thôi giờ hết phòng rồi, tối rồi. Có gì em ngủ trên giường đi. Anh ngủ dưới đất. Xong rồi vô thằng mẹ thấy nói ủa, ở này có hai cái giường nè. Tối chú nằm giường đó đi. Cháu nằm giường này. Thì em mới bụng miệng em cười. Cổ chỉ cái ghế tình nhân á, là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái giường nghe xong. Vừa nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá. Nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó, ý nghĩa của cái ghế đó. Ý nghĩa cái ghế đó, mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi. Rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn. Hai đứa thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ, mình thương nhau đến già nha. Mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu, cái lại nằm trong gạo nó ăn cơm. Là đêm thứ, là đêm đó luôn hay là qua đêm sau? Ở có ngày à, tại vì làm nữa. Xong xuống là đêm đó luôn, đúng không? Chị tới nó tới luôn. Cuối cùng là hai đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Ở gạo trắng nước trâu. Gạo trắng nước trâu. Nhưng mà là cái giường cô chọn hay là cái giường em chọn? Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng hai giường mà. Ôi ai nói cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó khó. Cấn đúng không? Đâu á, làm gì được đâu, thật sự luôn á. Gọi là giường, cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường kia. Không có em á. Đó rồi, đúng chính xác là cái ghế em. Ghế. Sao này biết, đúng lúa luôn. Hồi nào thì đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ sau còn đêm đó là cháu nữa. Giận em. Giận em, cho đâu. Nhưng mà do em năng nỉ quá quyệt em quỷ quyệt á. Thương nhau tới già nghe em. Thương nhau tới già nha. Là giận luôn đó. Giận nha. Giận về đòi chia tay em luôn. Sao giận em gái dạ. Sao giận ảnh vậy? Đậu trò đâu. Kiểu như là không có quen. Thế lại nghĩ cái này chắc là chỉ kiểu như qua đường thôi. Không tin nghĩa được là anh này là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Để. Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong rồi. Đúng giờ rồi, mình sao đây? Bỏ mình với Cần Thơ luôn. Rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận có ngày thôi rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi heo năn nỉ, em xuống dưới, trời nắng chang chang á, vừa xuống mời em ăn bơ rồi, giống như muốn em mắc nghẹn hay gì, trả thù hay gì. Rồi nói nghe nè, sao cái bữa đó là bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Thấy mẹ đẹp quá thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà cao thủ bằng tranh thủ thiên hạ thủ di tường chứ ăn nỉ cưới liền đồng ý á. Người ta giận Tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quốc ngựa tri phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì. Đúng không cưng? Nhưng mà cầu cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa luôn. Tại lý vì do em kiểu như là sợ lấy chồng chứ có tự tin lắm. Sợ lấy chồng về rồi không có được do như bình thường á, không được đi đâu đó chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Ta cũng sợ. Lo dạ. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương quá rồi. Tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Phải 1-2 tháng sau á. Lúc đó 30/4 chị. Là đám cưới là 27 tới 28. Cũng nhanh rồi. 28/7. 28/7. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng vậy. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Mấy tháng vậy? Dạ em 6 tháng rồi ạ. Wow, như vậy là hai đứa lấy nhau mấy năm thì mới có. 2 năm thả dữ liền. Ồ. Em ấy mà. Kế hoạch 2 năm. Kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm. Em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu hồi xưa đến giờ. Cưới rồi dắt em về nhà, trời ơi, ba mẹ mừng lắm luôn.
mừng lắm, em thấy sắn lên giống như là dạ được. Em thấy trời, em thấy em có giá ghê, thấy em có giá ghê. Nhìn bà dạy vợ dễ thương lắm luôn á, trời ơi, sắn. Cảm ơn bà dạy vợ không? Cảm ơn bà dạy vợ. Dạ, nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này, con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con, là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng người vợ con ngày hôm nay, là một người con gái cực kỳ tử tế và đoan trang. Thì là rồi mời bây giờ đến phần thứ hai luôn nè, lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Tháng 7 này mới tới 2 năm đó chị. Về nhà rồi anh này anh có tật xấu gì không? Có cái ông bạn mà hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng, hai người cứ thủ thiện nói xấu vợ không? Em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Không, chưa có vợ. Vậy dạ, là chỉ có nói xấu một bà vợ thôi. Cái chừng ổng là cà xanh. Đúng rồi, em còn là cà xanh. Em còn nghĩ để ý cái tay tôi nè. Chơi với nhau mấy năm rồi. Ủa? Cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng luôn. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Rồi là y thị rồi. Là... em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn á. Bây giờ hỏi thẳng nè, hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹt bực hoài. Nó giả bộ nói nhỏ, đưa cái tay gì, đưa cái miệng gì, mà thật sự có đâu nói gì đâu. Vậy là coi chừng ông này nó trà xanh cả hai luôn. Anh kia là coi chừng không thích chồng thích vợ nha. Còn thật xấu gì nữa không nè? Lướt Facebook hoài à. Em thấy hay like hình ấy, nhỏ đẹp đẹp á, mấy bạn á có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó. Chị không ghen sao được vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trang comment là... mai mốt khi nào em thấy mấy cái like đó em có lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn, comment luôn đó. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai, chị vô cùng hạnh diện. Đó là tự động bạn kia unfan không thể. Đúng rồi, không gọi điện vô Facebook nữa, hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Nhỏ đó hồi xưa quen á, nó bỏ chồng rồi, giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ồ, em giật mình luôn á. Rồi là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á? Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em cho nghe đi, nghe coi người ta nói cái bạn gì. Bạn không được. Không. Né cái, đi hả? Cái đó không còn là bạn nữa rồi. Né hả chị? Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì vậy mình né đi. Cái đúng đó là ơi. Cái đó cũng lâu rồi. Qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Còn đằng xấu gì nữa không? Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á. Ôi sao này đẹp quá vậy? Da đẹp bị lên da đẹp quá hơn. Em khó chịu lắm. Khen trước mặt em vậy luôn. Xả giàu. Nhưng mà có hay khen dở không? Dạ khen thì có khen đó, nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là vô hại, nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè. Ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á. Ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi, càng ngày nó càng đẹp. Ví dụ vậy. Đấy. Thòn vô câu là khác liền. Thôi bây giờ tới em nè, vợ em sao? Có tật xấu gì không? À không thấy tật xấu gì, nhưng mà có kể chuyện đánh rắm không? Cái đó không tới xấu, cái đó là tật của người ta à, tiêu hóa tốt vẫn nhiều lắm em ơi, đường tiêu hóa tốt nha. Mà tế nhị lắm nha, không sao? Có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi, có nghĩa là lép đúng không? Lép nhưng mà cái sức luôn. Công phá nó quá lớn, quá cao luôn. Em còn phải sợ nữa mà em làm đâu lại đâu. Mà cái đó cũng chưa gọi là tật xấu. Cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen, kiểu là hơi hờn mát thôi, hở chút khóc, hở chút đó, là khóc lắm. Cái tính đó mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á, cổ hay khóc, mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á, xém chia tay mấy lần. Là vì cái tật khóc đó thôi đó. Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực em đòi bỏ đi. Có lần em bỏ đi một đêm. Một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng, thôi bây giờ mình bỏ luôn đi. Nhưng mà sau đó qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á, đêm qua em giận với anh hỏi em không trả lời, không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ, tại vì em nãy em đi ngoài đường á, em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy cái hỏi á, cái tự nhiên nó kêu ơi 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 ơi,
Thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng, nó thắng ngay em luôn. Nếu mà không nghe ta kêu là xe tải nó hốt em, em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều. Rồi lúc đó tự nhiên cái hối hận có lỗi đúng không? Hối hận. Chị nói em nè, vợ nó ghen lên rồi cũng có lý do, nó phải tự nhiên nó ghen. Em là thuộc loại đàn ông đẹp trai đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa. Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi, quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. Mong muốn đó là hợp lý rồi. Giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em muốn vợ em bớt khóc đi một chút. Và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khó khóc rồi khó thở rồi. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài. Anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ đó. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai đứa he.